Hello mọi người, mình tên Đạt, mình tên là Tấn Đạt, ở nhà kêu mình là Betty. Betty là ở nhà kêu thôi nha. Mình tự giới thiệu, mình qua bên Pháp từ hồi nhỏ, từ hồi 4 tuổi rưỡi cho tới bây giờ. Năm nay mình cũng được 4 mấy tuổi rồi, cũng qua gần 4 mấy năm. Hôm nay trời nó hơi lạnh lạnh mà mình gán làm cái này cho nó xong, tại vì trời sắp sửa hết đẹp rồi. Hôm nay các bạn thấy cũng là nghe gió này kia, đang mưa lâm râm. Mình đã vô mùa thu. Có thể là mình sẽ chụp rất là nhiều hình và chiếu về mấy cái rừng cây này kia. Mùa thu rất là đẹp, mùa thu bên Pháp rất là đẹp luôn nha. Mình nói tiếp, cái kênh của mình sẽ tên là Đạt, Đạt Tình Đơn Phương. Tại sao mình kêu là Đạt Tình Đơn Phương? Tại vì mình thích cái bản Tình Đơn Phương nó ra hồi năm như là khoảng 2000 mấy, hình như chín mấy, 2000 mấy mình quên rồi. Lúc đó là cái thời buổi mình đi học, cái bản đó vừa ra, mình rất có nhiều bạn bè, cho nên mình giữ lại cái kỷ niệm đó, cho nên mình mới kêu là Đạt Tình Đơn Phương, chỉ vậy thôi. Trong cái kênh Đạt Tình Đơn Phương của mình là mình nói về vấn đề cuộc sống và đời sống của người Việt ở bên Pháp. Chắc các bạn cũng có thấy nhiều channel kênh người ta làm lên rồi, nhưng mà mình thấy làm cũng ok, cho nên mình cũng làm theo cho nó vui. Đó, vậy đó. Trong cái kênh của mình sẽ nói lên về cái sự sống của người Việt. Cuối tuần làm gì, ăn uống gì, mình nói chuyện hơi run tại làm đó nha. Rồi với lại cuối tuần đó mình ưa làm việc nhà này kia, sửa nhà này, hay là làm, nó kêu là bricolage, là mình bricole, là mình tự làm ở nhà đó. Mình rất là thích về cái môi trường đó, làm cắt hay là sửa này kia, mình rất thích. Cho nên trong cái kênh của Đạt là mấy bạn sẽ thấy rất là nhiều. Và có sự việc ăn uống nữa nha, tại vì mình rất thích ăn uống. Đó, ăn uống thôi nha, chứ không có nhậu đâu nha. Lâu lâu thấy mình cầm chai bia mà đừng có nói mình nhậu quá nha. Ok, cái kênh mình sẽ như vậy. Đó, mọi người sẽ thấy là mình thường xuyên qua bên nhà Phúc chơi, tại vì ở bên này rất là đẹp. Cái thứ nhất, với lại mình thường xuyên qua bên đây, mình sẽ làm vườn, làm nhà, làm biển này kia cho Phúc rất là nhiều, cho nên sẽ thấy mình thường xuyên qua bên này. Chứ thật sự là không phải nhà mình nhé, các bạn đừng có hiểu lầm, nhà của Phúc á, tặng ba Phúc đó. Ở nhà cái gì cũng có hết. Mình giới thiệu một chút xíu, cái này là cái vườn bông của Phúc nè, đó, mới làm xong hồi cách đây 2 tuần. Ở nhà này nói chung là không có thiếu gì hết, chỉ có thiếu một điều là Phúc nó chưa có vợ. Cho nên các bạn nào mà có quen ai mà dễ thương mà hiền nha, đừng có giữ quá nha, hiền nha, vui tính này kia, thì cứ lên kênh mình giới thiệu rồi mình sẽ chuyển qua bên cho Phúc vậy đấy.